Ok nè, xin chào tất cả anh em mới vô nha. Hơn 300 anh em đang xem nè. Anh em đang xem đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi nè. Và bây giờ thì tiếp tục video buổi trưa ngày hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục ép nhận kháng banh nha mọi người. Để Khải xem thì nhận kháng banh đang cần những cái gì và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi ép nhận kháng banh nha mọi người. Rồi thì Khải đã thành công nhận kháng banh kháng họ 30 nha. Cho anh em show lại cho anh em xem. Thì nói chung là xét đăng bàn của Khải bay gần hơn 4 triệu nè, gần 4 triệu rồi. Giờ chuyển 3 triệu rưỡi này, mid. Rồi, gặp bòi 400. Rồi, nhận 400. Đó. Nhân phẩm thôi, nói chung ép thì nó hình xui ra từ 25 đến 30 nè. Nhiều anh em comment 20 thì không có nè. 20 thì trừ khi anh em ăn event hoặc là những cái hoạt động event gì đó nó ra mini, ăn ban mini á, thì nó mới có 20 nha. Còn lại anh em ép á, thì random từ 25 đến 30 nè. Và gia truyền thì từ 15 đến 20 nha. Rồi, chúng ta cùng xem thử nó cần như đây. Nó cần là tăng nội lực mức 6 trở lên. Ok, bây giờ là một công đoạn tìm nội lực mức 6 trở lên thì mới khó khăn nữa này nè. Nãy Khải là tốn gần mười mấy phôi nội lực nữa nè. Ép phôi nội lực mít liên tục. Tại vì nó cần cấp 6 hơi căng. Cầm 6 thì Khải bỏ 4 phút dừng đại mà vẫn rớt nữa nè. 4 phút dừng đại vẫn rớt. 4. Ok, Khải cần tầm khá nhiều người. Khá nhiều. Quá nhỏ rồi em ơi. Rồi, nó coi ai còn Phúc Duyên. Dương còn Phúc Duyên, Dương ơi. Gài hỏi Phúc Duyên nè. Ok, Khải giao dịch thêm một Phúc Duyên nè em ơi. 3-7 bình, ok. Chơi thêm em Phúc Duyên cũng được, 4 Phúc Duyên cũng được mà. Nó vẫn rẻ hơn thiệt tinh. Ờ, 4 Phúc Duyên nhiều khi cũng thịt luôn. Chí mạng thiếu lầm mắt rồi mà. Đúng rồi, chí mạng thiếu lầm tăng chéo là mắt rồi. Anh này em. Anh này Khải tăng nhiều này, anh này muốn mắt nè. 28. 28 là 56. 56 kèm này 41 nữa là đã chín mấy rồi. Kèm chí kèm theo cái skin chống phái nữa. Chiến mạng quá trời rồi nè. Chiến mạng mắt rồi. Ok. Giờ bây giờ Khải sẽ đi ép kiểu là 4 viên đại và foil thôi nè. Cứ foil 11 ít là được. Cố gắng lên một set đồng bang luôn nè em ơi. Phúc Duyên tí Khải lại sâu nha nè, để chặt rương. Mua hết luôn. Giá fit một xíu mình xúc. Không chấm bảy lấy hết. Đây. Mua phôi nội lực hiện một xuống lớn. Đây, mua phôi nha anh em. Tầm này thì Khải sẽ mua phôi và ép phẩm chất xấu và phù dung thạch. Phù dung thạch là kháng băng dòng 2. Ok, chúng mấy Khải sẽ đi tìm mọi thứ một ít nè mà. Kháng băng dòng 2 trên 10 là được nha anh em. Tại vì nó chỉ cần cầm phẩm chất 4 thôi. Cầm phẩm chất 4 thôi. Hello anh em đang xem nha. Hello anh em mới vô. Chúc anh em buổi trưa xem live vậy nè. Kháng băng thì không có rồi. Nếu không có thì mình xe còn lâu mình không có kháng băng dòng 2 thì mình sẽ đây. Như đây. Này kháng hỏa rồi. Mới dòng 2 trên 10 là được nè. Cái trên 10 phần chục 4 là ok thôi. Kháng băng dòng 2. Hơi căng nha. Kháng băng dòng 2 thì Khải thấy nhiều lắm. Mình đặt mình không có cái nào luôn. Quan trọng hiện 1. Hiện 1 thì cũng khó. Ok, không có rồi. Cho ông anh chơi bên bác. Rồi, đi dạo nè em ơi. Cái nội lực tầm này khó nha. Nội lực chết bỏ gì thì tin nè em ơi. Nội lực này chết bỏ thì tin rồi nè em ơi. Bỏ tin đi, quyết định này. Nội lực hiếm quá. Nội lực thì tin hơi phí nè. Thì tin sẽ vào đời hiếm này hơi phí. 83 này. Thôi cứ test đi, trải nghiệm đi. Tiếp tục 4 phút dừng đại đến 160 xu rồi. 4 phút dừng đại 160 xu rồi. Nội lực kháng băng dòng 2. Mới dòng 2 cao. Nội lực dòng 1. Nội lực dòng 1 em đi tìm phôi nha. Em là chúc em lấy 6 cái hiện 1 á. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Rồi, 6 cái kháng băng hiện 2. Kháng băng là thổ nè. Rồi ok. Ôi, hết điểm luôn, còn 5 cái nè. Kiếm một ít nè, server không có. Không có trường ơi, hết rồi. Những phôi 11x, 13x, 15x băng mình gom hết luôn rồi. Nãy giờ Khải chơi 13x nó cũng rớt á. 13x nó cũng rớt nè. Kiểu này nếu mà chơi phôi 8x, 9x chắc bỏ thì tinh quá. Tại vì
giờ tiền không ra, tiền không có luôn nè, tiền không có để mà xài luôn á. Nón này thì nón này giá mấy? Tiền tinh một này, tinh một này, tinh một này, một hai nón dài rồi nè, tép này, tinh một hai nón duyên dầu, phúc duyên. Và bao năm rồi thì anh cố lên. Ok, cái này chưa đụng tới. Rồi đi được cái nào lúc đó anh làm nam rồi. Đi dạo dạo xem được còn cái nào không? Tại vì cái nội lực hiếm lắm. Vừa có cái 14 mà. À vừa có cái 14 mà sao mình không thấy ta? Xem lại nè. Xem lại nè mày. Này góc này đúng không? Sinh lực. Thùng sinh lực dòng 1 thôi. Nội lực dòng 1 hiếm lắm. Này góc này nè. Đây đây đây, 35 vàng, ok. Đang 2 căng bình. Nãy mua nhầm con mà. Cái nãy mua nhầm là họ là phòng thủ của Lý. Trường về nhà có người tìm. Ok, mua được cái nón nha nè. Mua được nón 14x nha. Rồi, ok, ok. Quay, dòng 2 này nè, 50 vàng, quái liền. Dòng 1 là ngon rồi, dòng 1 là lấy luôn. Khỏi phải suy nghĩ. Không bằng 25. Ok, trong thời gian chờ foil anh em chờ chút nữa nè. Chờ foil Khải đi tìm. Mua được ít foil nè, bây giờ nè. Như game foil này nội lực thấp quá, 8x thôi. Khải trung bình thì Khải sẽ đỡ 4 đại hoặc là 3 đại. Và lần này Khải sẽ thêm 2 tiểu. Cố gắng phòng chất xấu được nè em ơi. Chất xấu được nha. Ok, chỗ kháng bắn dùng 2. Ok, ok, hãy tìm lại rồi. Nhập 6 được nè em ơi. 6, ok, ok, ok. Đâu, cái kháng bắn dùng 2 này đâu. Nói lực đâu. Không quần đâu vô đây thôi. Vừa rồi coi 3 cái 3 cái gần đây thôi nè. Lực sinh lực không có. Ai đây đây đây, nó lực 99. Ok man. Đây, tiếp tục em ơi. Còn những cái foil kia thì khả chắc là 4 đại. Nói chung khoảng chút xíu thì 4 đại thêm 2 tiểu em ơi. Tiếc làm gì. Thêm mỗi loại 2 tiểu thì khả sẽ mua thêm 10 bình tiểu đi. Có 1 bình rồi, mua 9 bình nữa. Ôi, thiếu điểm luôn. Phải thiệt sự. Rồi, sẽ tiếp tục là 4 đại. Hơi tốn đúng không nè. Hơi tốn kém đúng không. Không sao. À, như cái phôi này nè, Khải tính cho anh em xem nè. Như cái phôi này đúng không? 143. 143 là Khải chỉ đỡ. Ủa, sao bỏ vô nó không được ta? Nội lực nè. À, lấy lấy. Như trong phôi 143 này thì Khải đỡ 2 đại 2 tiểu nè. Tại vì nó rất là cao. Còn đen thì xịt từ chiều thôi. Đen thì xịt từ chiều thôi. Tại vì nó 140 mấy rồi. Đây 143. Thôi nghỉ chút. Chúc Khải úp nhận 200 nội lực và 30 kháng bắn nhé. Ok Vũ Quang ơi. Đó. Khải sẽ bỏ đó là vô vô. Tình tình. 2 đại 2 tiểu nha nè. Bớt được 2 bình đại nè. Cái này phôi cao mà đúng không. Phôi cao là bớt 2 bình đại. Ngại gì không chơi nè. Mít bỏ. Đó. Mít bỏ chưa. Lời ăn lỗ chịu. Đó. Có chơi có chịu nè. Rồi những phôi này 100. Phần 138 này, phần 138 chơi theo chứng thực lúc nãy được nè. Là ăn nấu chịu nè. Giảm bớt phúc duyên. À, cũng 2 đại 2 tiểu. Lời ăn nấu chịu đó. Lời thì lời được 2 phúc duyên đại. Còn lối thì lỗ 2 phúc duyên đại, một hiền tinh, một cái phôi. Đó. Lời ăn nấu chịu. Trời, 4 luôn, lỗ sắp mặt. Thôi chịu. Đó, lời ăn nấu chịu nè, 4 con số. Rồi, những cái show này hơi thấp tí. Chứ cái 4 đại. Show này thấp tí, 4 đại, 2 tiểu. Đó, chung là lời 2 lỗ 2 triệu thì biết sao vậy. Ôi, kẹt luôn rồi. Lên 1, mất 1 nè. Chung là tỷ lệ 50-50. Ông anh này cũng nhiều đồ cơ luôn nè. Cấm khóc nhưng mà thức á, đúng rồi, khóc gì đâu.
đang nói chuyện mà. Ủa sao mà nhặt đồ không được ta? Từ từ từ, vì sao rồi em ơi? Ôi, dính cái đai lưng gì không lấy được. Không lấy được đồ. Ôi, cái quay này nó là mất nữa rồi. Vãi đái luôn nè. Không nhặt được đồ luôn, hết đồ. Không mang Canada vậy. Kẹt cái đai lưng này. Đi vô khác đi vậy. Tường tay. À này, bị lạc. Thôi, không nhặt được luôn. Ông này cũng bước đồ cho mình không nhặt được ta, lạc nữa rồi. Rồi out game quá. Dính vào tay rồi nè. Vãi thiệt. Tường tay. Ờ, bốn viên đạn. Vút. Ôi, phụ quả này mất luôn bao tay nữa rồi. Cái rương mình bị sao rồi anh em à. Rương mình bị sao rồi anh em thấy không? Cứ mình phù vừa lại là nó mất. Phù vừa lại là mất. Vãi liền cái phần tường này. Đó, mất nữa, thấy chưa? Thấy chưa? Áo mang Canada chưa? Áo vãi. Rồi, mất nữa rồi. Từ nè mà chắc đợt Khải lái xong Khải out game các anh em ơi. Áo mau quá. Em thấy không? Thấy cái rương không? Đem out ra ngoài lại. Một cái nữa này. Rồi, thêm người anh em. Khải áo ra vô lại anh em ơi. Vì nó bị áo ma Canada quá. Vô lại. Ok anh em, bây giờ tiếp tục rút bóng đại cho anh em. Rồi. Rồi anh cho gì đây? Anh này anh cho gì đây? Trương Dương trung tâm. Một này, anh cho gì đây? Kháng băng dòng 2. À, cho kháng băng dòng 2. Nội lực. Nội lực nhiều ấy. Sinh lực, kháng băng dòng 2. Rồi ok. Khải vừa rồi xin được 3 cái phôi nội lực nữa đúng không? Tiếp tục nè. Bốn đại, ok. Tụi này chơi bốn đại nè, lấy nè. Bốn đại nha mọi người. Game này chơi trên PC hả? Đúng rồi, game này trên PC bạn ơi. Hiện tại trang chủ game đó là võ công trừng kỳ.net nha, Trần Hằng ơi. Nội lực đâu? Nội lực 104. Ok, nội lực 104 đại nè. Hôm nay thì chơi bốn đại đi. Mình bốn đại 2 triệu nó cũng rớt. Rồi chơi bốn đại đi. Hình xui quá. Phần chút xấu là được nha mọi người. Này 4 đại 2 triệu rất 4 luôn nè. Vãi liền. Nhiều ơi. 6 nè. Ok 6 nè. 3 cái 6 rồi nha. Tiếp tục nè. Tích ra nhiều lại. Tiếp tục anh em ơi. Đấy nè. Tiếp tục phôi 17 nữa nè. Hiện 1 nè. À thì tên bên này bình hết nè. 1 2 Thuận viên nè. 1 nè. Hết chỗ rồi. Ok ok, cảm ơn ông anh nha. Ông anh kia cũng cho mình phôi quá trời. Ông chỉ chỗ mua nữa nè. Tính 1 hiện nè. 4 đại nè. Vừa rồi lên thành công một phôi 4 đại lên nè. Hồi nãy mình thêm 2 tiểu nó dư mất nè. Dư sao rớt 4 luôn. 2 lần rớt 4 rồi. 4 đại rồi. Nhưng xấu rồi. Xấu rồi. Giờ mình chơi kèo chắc đi thử nghiệm tốn tiền. À tốn thời gian. Ok, nói chung là anh em cứ vô xem trải nghiệm thôi. Xấu anh em à. 4 đại ok, 4 đại xấu nha Trường ơi. Tao giờ Khải còn một hiện. Thiếu một hiện nữa nè. Thiếu một hiện nữa nè. Alo. Người anh em. Bán cho 10k điểm tống kim quá. Thiếu điểm tống kim trầm trọng luôn em ơi. Thiếu điểm trầm trọng luôn. Phôi này 110 nè. Rồi, còn phôi 110 là cao nhất rồi. Hiện tinh 1 nè. Thiếu lại. Lái nè. Rồi, 119 nè. Tinh 1 nè. Trước hên xui lắm nè. Trước lúc 3 cũng ra 6-7. Mà lúc 4 nãy giờ thấy toàn 6 thôi. Mà thêm bình tiểu lại lúc 4. Ảo vãi liền. Xấu. Rồi rồi bao nhiêu đây. Xấu luôn. Ok xấu luôn. Thiếu một cái nữa nè mà. Khả đi mua cái điểm hướng kim. Đúng không ai có điểm hướng kim nè. Đúng 1k điểm nữa nè. Vãi liền.
hỏi trên bàn ai còn không. Lô lô lô, Tài ơi, Tài ơi. À, em rút giùm anh một cái quân hơi tổng kim đi, giùm anh đi, anh lên cái nhẫn ăn bàn này xong luôn đấy em. Anh mua lại cho. Ừ, một cái quân hơi tương dương bán ngựa này. Ừ, một cái thôi, 10 cái điểm thôi. Rồi, chuẩn bị đủ set ăn bàn nha anh em. Nãy giờ ép chưa xong luôn hả? Chưa, đứng mình mà anh, đứng mình quần quần tìm phôi khổ như bà. Ôi, thằng đủ set rồi, khỏe rồi anh em ơi. Đây anh em. Mà điều hơi minh tí thôi, buồn chút mà biết sao, sau này mở lại tính xong. Sau này ép lại. Chi mà ngày nào cũng buồn hoài cái ta. Đọc rồi, hết rồi. À, dạ em đổi cho anh một cái hiện một em ơi, một hiện một và một cái một hiện một, một ca điểm em đổi mà anh đi, một cái thôi, một cái hiện một không điểm nào luôn á. Đồ ai còn điểm thông kim ta, anh hát nơi thằng lửa còn điểm thông kim anh ơi, không ai còn điểm ta. Đổi được có 600 mấy cái búp bê rồi, đây còn thiếu để ăn con năm mươi nữa. Ủa 600 mấy rồi à, Tài thiếu điểm này có mấy cái điểm mà mừng hết lớn luôn nè. Hồi nay đi được từng kim bao nhiêu chia cho anh em rồi, hết rồi. Ok anh ơi, ok anh ơi. Rồi đó. Nhưng đâu là mình sẽ rút. Ok, cảm ơn Saitama này. À hồi chưa anh Saitama có đi định bay đánh chưa anh tấp 2 sao á. Ai tiếp tục cái nỗ lực tiếp theo. Tương dương trung tâm. Xem chế độ của Khải. Ok mèo điên ơi. Đây anh em ơi. À, Khải lên một món nữa là đủ xét bằng 3 anh em. 15 ép xịt nè. Buồn chút. Buồn 25. Không dám khuê. Mít quá không dám khuê. Mới mua vào tay. Lên lưng. Đó. À, đôi giày con xe tà ma của ai vậy? À, lúc nãy đi đây tung kim ép đấy, vừa ép xong đấy. Ừ, bán không anh? Bán thì đang thay lại bộ set, giờ thiếu mỗi cái đai hỏa thôi. À, ngon người ta. Ép khăn hỏi dòng 1 rút bao nhiêu thì tên đập bao nhiêu thì tên đấy. Dòng nào? Dòng khăn hỏi 25 đấy. Ờ, rút 2 đập 3, không có cục phút giai đoạn đâu, tất cả ép tung kim ép đấy. À, rút 2 đập 3 đúng rồi. Full là chắc rồi. Giờ này bị dư, tầm này dư nên ép kiểu đại gia luôn nè. Saitama có bánh bông lan không anh? Rồi, ít hôm Khải sẽ ép một ít đồ xấu dòng nữa xong. Hôm qua còn dường cho thằng nội lực này. Hiện một này. Hiện tinh này. Bốn đại này. Cục này thành công cái nó khỏe anh em ơi. Thiếu 200 cái. Còn chút xấu nữa cho xong cái này. Chưa được cắn một miếng bánh bông lan nào cả. Xấu luôn. Ok. Rồi giờ đến khăn banh anh em. Dịch bài boss còn không anh Phong? Hay là vậy thôi gì? Bắt đầu để ép đến khăn băng. Bài ấy giờ chăng có được gì không anh? Khăn băng thì rút. Chưa em giờ đập 2 tiểu lên à. Anh Phong mới đưa giờ, chắc giờ khăn băng thì phòng chốc 4, ok. Anh thấy anh đánh nhiều lắm mà. Anh đánh nhiều mà ra tàn xây huyền tinh không à. Đập 2 tiểu lên nha em. Cái gì nhỉ? Quên. Cái đòn thắng hỏa lúc nãy là rút 2 đập 2 đó. Rút 2 đập 1 tiêu chí luôn đập 2. Không phúc duyên luôn à. Làm gì có phúc duyên nào, chẳng có bình nào cả. Ok anh ơi, ok hiểu rồi. Trời ơi chắc kêu. Anh em làm ơn tí ở nhà xem có ai bán bao tay mộc và mua anh cái về anh trả tiền nhá, anh bận quá. Sao dòng anh? Sao dòng anh? Bao tay mộc 5 dòng thôi, lũ ấy. À ok. Anh được cả bộ rồi này. Lúc thổ. Nhưng mà anh Phong yêu cầu là 4 option okay. Mà lo ép sẵn không được. Hoặc là bắn vào pha tay tím cũng được. Tiếp tục anh em ơi, phần chọc 4 là thành công anh em ạ. Phần chọc 4 là được. Đổi xét thôi. Hổ này. Mệt lắm. 4 này, ok, cứ 4 là được. Thì xét lại cái máy. Cứ 4 là được. Đéo hiểu sao, đéo uống mà nà. Đéo hiểu sao, tôi hồi lắp lết. Hả? Ờ chẳng hết đâu túi tớ anh ơi. 4. Ui, đâu từ 4 luôn. Ghê tìm 3 phôi nữa. Cả nó đéo uống mana này. Mình đéo hiểu sao. Ai, đi tìm phôi ngay. Làm ăn đúng không? Đâu từ tìm từ này. Cho ngay mày tìm lại em có ba tay mộc nữa. Kháng băng dòng 2. Kháng băng dòng 2.
Long Ca ơi, em mới lên nhận kháng hỏi 30 nô 1 luôn, ngon lành. Đâu, xem nhận nào. Đây anh ơi, thiếu Lâm cần anh ơi. À, nhận anh bao nhiêu? Nhận anh 27 hay 28. Nói chung em thiếu Lâm nên em không nhường được đâu. Em thêm được mấy điểm cho nó đẹp. Ngon, nó bù cho cái dây chuyền là được rồi. Bù cho chuyện gì? Ừ. Chuyền tặng tất cả 10 năm kìa. Ừ, bù lại cho chuyện nhà em đó. Bây giờ đồ ép cũng phải có móng mắt chứ, không có mắt chết luôn. Dây chuyền em có 15 hả? Ừ, mất 3 triệu rưỡi được 15. 16 lần, đâu, 12 lần, xịt 6 lần lên 6 lần. Rồi khám lại được 15. Mất 3 triệu mấy mà không được gì hết. Nói chung là thôi, đợi Adder lần sau mở chức năng á, mình ép lại. Bỏ vài kim ép lại. Nói chung là chuyện đèn, cái món quan trọng nhất đèn. Còn bán dòng 2 nữa mà. Đây, ui, 100 vạn mất vậy. Làm ăn phô rẻ. Đi tìm anh kìa. Trời, nếu phôi bên này nỗ lực quá trời này. Thôi là ông kia cũng cho, đỡ mới không đi tiền. Để ông bú máu thì còn. Ở như vậy em lên nhận ăn bang 30 nữa này. Chúng mình lên nhận ăn bang 30 nữa này. Đi tìm phôi kháng băng dòng ăn 2 nè. Xong cái này thì anh uống nó mới ngon được anh em à. Xong cái này thì anh cơm này tối lên like nữa là ngon luôn anh em. Đúng rồi, chờ ra trùng luyện thôi. Tốn vài kia một lần thôi. Một món. Qua một Lâm An thử đi. Cái này sao dạo nãy giờ xui quá, không thấy món ăn banh rồi luôn. Cái banh nhiều mà dạo qua không ra luôn nè. Mới dùng 2. Trên 10 là được. Mới dùng 2. Trời ơi, thằng Phong này bán hiện trăm vạn rồi. Làm nó con tước không đau nữa. Hello mèo điên nha. Trời, có thì khỏi phải chơi rồi nè. Sao Tùng bán đồ cao vậy? Mới dùng 2 anh em ơi. Quán ra nhận 30 nó tuyệt vời luôn. Bù lại cái ngọc bội với lại gia truyền. Không có cái phôi luôn. Cho thôi auto web phôi đây. Kha. Ôi. Khổ quá. Này Tương Dương đây, Tương Dương có khánh thổ nhiều quá. Ứng dụng 2. Ôi, cái này dùng 1. Dùng 1. Kiều dùng 2 thổ anh em ơi. Ấy, lại. Lá thêm ít tên em mà hết rừng tên 1. Không còn viên tên 1 luôn. Tính ra gần 70 viên tên nữa nè. Gần 70 viên tên 1 mà phá không còn gì luôn. Hết 70 viên tên 1. Rồi 12 viên nữa dư sức. Còn 13 dân tình mấy. Đâu có đứa không kêu luôn kìa. Ngon, đủ 3 rương một lần luôn. Ngon dữ ta. Có phôi gắn banh dòng 2 à. Đang set ăn bang mà sao đem mộng long được. Khi nào đủ set là lúc đó mới đem mộng long nữa. Cái băng 24 rồi. Mình
cao thế. Cần cái bánh chân 10 được rồi nè. Bánh dòng 2. Nhưng mình có một cái đôi giày hay gì đâu, cái bánh dòng 2. Ở đâu ra? Tầm. Đúng rồi, khả năng ăn bang mà. Sau này có đủ set này nọ thì lúc đó mới bỏ cái set ăn bang ra. Ăn bang dòng 2. Không có luôn. À, sao đó. Ok, có được một món rồi em ơi. Ủa, mình ăn gì vậy? Rồi, tìm thêm hai món nữa đủ em ơi. Hai món không bán dùng hai nữa. Tìm xe tiếp. Món đầu tiên không ra bởi vì ép cái này khỏi chặt lương đi. Chung lần cái này nữa là xong nhẫn ăn bang luôn nha anh em, là đủ set luôn nha mọi người. Thế lên này mới vô nha. À, xong rồi sẽ ép một cây vũ khí nha anh em. Hoặc là có thể Khải sẽ ép những trang bị món đồ xanh của Khải cho nó mát ọp hết một lần đã. Ép mát hết một lần đã. Cho cái nón này mày 2240 luôn, rồi chưa. À, này hai quốc viên là lên rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Hai quốc viên đại auto xấu rồi. Ô tô 56 à, phẩm chất cao quá. Năm. Ok. Rồi. À, hai cục nữa, hai cục khăn băng dòng 2 nữa. Hai cục khăn băng dòng 2 phẩm chất 4. Ok, Khải đi tìm shop cho lẹ nè. Hai cục khăn băng dòng 2. Đây đây đây, 66 vàng. Ủa, vẫn cao vậy. Tiền vàng đang khăn hiếm rồi nè. Voi mua xấu xấu vàng quá cao. Năm điểm chụp năm điểm xong em ép. Nhất là 7 đến 10 này nọ năm điểm thấp quá. Đang ép nhận ăn bàn khấn băng nha anh em ơi. Khả năng ép nhận ăn bàn khấn băng nha mọi người. Đang tìm cái foil nữa thôi. Khả năng cái foil nữa là đâu là xong thôi nè. Dòng 1 không kích được. Dòng 1 không mua được. Dòng 1 thôi. Ok anh Khải đi tìm foil khác. Ok hai cục đủ rồi em ơi. Nãy giờ cứ tưởng hết ok ok đủ rồi đủ rồi. Mở 20 phút duyên nè. Rồi, rút hai phẩm chất 4 nữa xong nha nè. Cố lên, cố lên. Lại ngay. Chất nè. Tinh nè. Hiện nè. 2 tiểu là auto phẩm chất 4 năm nha nè. Tại vì nó phôi cao. Phôi cao là auto lên nè.
xấu luôn, thấy chưa? Đây phẩm chất cao. Cái này 12, cái 12 hơi căng. Mà không sao, dù gì nó cũng được 4 rồi nè. Dù gì nó cũng được 4 rồi. Đen lắm là 4 rồi. Mình. Rồi ok, chuẩn bị vào con đoạn ép đồ. Chuẩn bị vào con đoạn ép đồ. 5 5 4 4. Ok anh em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên để lại cho Khả một like chia sẻ cho anh em ơi. Lần này thì giai đoạn quan trọng thì Khả sẽ đập thông tin 3 vào vị trí này nha anh em. Khả sẽ cần số cộng thông tin 3 và 12 viên thủy tinh. Rồi, nó thủy tinh nè. Một, hai, ba. Thử này. 2, 4, 6. Ok, 12 viên thủy tinh nha nè. À, lũ rồi. Không, cái này là tiền trong của Axe Khả thôi. Ok anh em ơi. Rồi, bỏ cũng duyên nhỏ chắc, thiết cái vài mình cũng duyên. Rồi, vô. Đó, Khả cứ 2 thủy tinh, 2 của duyên, 2 tinh, 1, 2 của duyên rồi nè. Giờ dư cũng chả làm gì được không luôn nè. Ừ, chơi ngốn luôn à, Tân Hà Đức ơi. Chơi ngốn gì luôn. Ok anh em ạ. Rồi bây giờ sẽ khám vào đồ, đi mua số à. Rồi chuẩn bị đâu đó rồi em ơi. Chuẩn bị chờ đợi nhẫn siêu phẩm kháng băng xuất hiện và đủ set ăn ba nha mọi người. Nói chung là giây phút chờ đợi set ăn ba của Khải đến giây phút này cũng khá là hồi hộp nè. Anh em đang xem thì ủng hộ Khải cũng như là cho Khải một like chia sẻ chơi nha nè. Chứ hôm nay Khải sẽ đi để ép sống mạnh là xong. Khá là hồi hộp, nói chung là ép đi ép lại thì cũng cố gắng lên một set đỡ mang hai món hoàng kim này nè. Đó. Chứ còn không có món hoàng kim mà Khải làm gì đâu. Cố gắng lên hai món hoàng kim. Rồi. Đồ phổ. Xấu xấu, đa số là xấu thôi nè. Xấu nè. Phổ. Phổ nè, đồ phổ. Chỉ hoàng, cúc hoàng, chỉ hoàng, cúc hoàng, chỉ hoàng nha nè. Rồi chỉ hoàng là kháng băng. Còn giới chỉ sẽ là kháng hỏa. Ok. Một nè. Một tử nè. Một lam nè, hạm dương đại. Đó. Này khép này như thế này thôi nè. Như tình ba. Rồi, vô. Một lên anh em à. Tiếp tục mạnh hai luôn. Mạnh hai luôn. Sáu nè. Bốn nè. Phổ nè. Mạnh hai nè. Một tử một lam nè. Hạm viên đó. Không giữ ít bình cho nó vô luôn em à. Khỏi chặt rương. Lên 25-30 đúng rồi. Từ 25-30 nè. Ok lên luôn anh em. Rồi lên hai cái là phải nhảy thành cái quay lại nè mình. Đứng thành này cũng khá là lâu rồi. Rồi sợ nó bị kẹt gốc. Nói chung mấy cái này thì cảm giác chưa xịt cái nào. Mà biết tầm này nó có xịt hay không thì chưa biết nha nè. Tại vì phải ép xong ngọc bội cho đến nhẫn họ thì chưa xịt phát nào luôn nè. Ba này. Một tử này. Một lan này. Thảo viên đại này. Thì tinh ba này. Rồi, ok. Có vẻ như thành công, tỷ lệ thành công khá là cao. À, mình còn thiếu phúc duyên này. 1, 2, 3, 4, 6. Rồi, vô. Những phát cuối cùng ở đây mà. Hôm nay mình chơi bừa bừa ăn tí, mình chơi hai viên khắc màu xem. Bỏ dân tử, không cho dân tử xem. 4 nè. Phổ nè. Mình sẽ chơi 2 lục 2 lam. Hai viên khắc màu. Hai đại. Không cho tử. Lần này không cho tử. Ok lên. Có vẻ là với tỷ lệ này thì thấy nó lên khá là nhiều nè. Không có cảm giác xịt luôn. Em mấy cái nhẫn như ngọc bò này cảm giác thấy tự tin và đái luôn nè. Ép cái dây chuyền xịt tê len mới. Full thì tinh cũng xịt luôn nè. Nhỏ vài đáy. Full thì tinh mà còn xịt thì em nghĩ kiểu gì đây.
đúng không? Phun thì tân một cùng xịt mà. Rồi, để lá nhẫn ăn băng hở, khấm băng rồi. Cố gắng lên 30 nữa đẹp nha anh em. Hai cái kia xịt rồi anh em ạ. Rồi, tiếp tục bản cuối cùng. Giờ phút chờ đợi full set ăn băng. Cũng ráng muốn set ăn băng lâu lắm rồi nè. Mà hôm nay cũng có vẻ là hôm nay sẽ tội nguyện trong ngày hôm nay. Rồi, rừng chống chân luôn. Tất cả nguyên liệu đã kết thúc ngày hôm nay. Ôi, hello anh em nha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi chờ đợi xem thử nhẫn ăn băng bao nhiêu nha mọi người. Khả dư hai cục này anh em có cần phải cho lại. Nhưng mấy cục này này. Gì? Rồi, thì tên bên này còn thấy cái hết. Rồi, anh em cùng chờ đợi xem thử liệu có được 30 không mọi người. Ok, hãy ao game cái. Đó, vô lại. Xem có được 30 không nha anh em. Ấy, đít nữa rồi. Mới vô đít luôn, em lại vô lại. Cố gắng 30 nè em ơi. 30 là đẹp nè em ơi. Bù lại cái nhẫn với quên bù lại cái ngọc bội với dây chuyền. Phải chuyển tắt. Rồi. Cố gắng 30 nè em ơi. 30 nữa là đẹp. Bù lại cái nhẫn với dây chuyền mình bị ép xịn nè. Ba mươi nha em ơi. Xem nãy giờ chờ đợi giây phút này. Đúng rồi anh em. Mất biết như thời gian chỉ chờ đợi giây phút này thôi đúng không? Đúng chưa? Rồi. Biết bao nhiêu thời gian đúng không anh em? Nhiều anh em. Anh em đón thì bao nhiêu anh em ơi? Em đón thì bao nhiêu anh em ơi? Ép lại vào tay quân cấp. Hiện tại giờ chưa cho ép, chưa cho rạm mảnh vào lắm chừng kỳ ơi. Chưa cho rạm mảnh nha anh em. Nhiều anh em, nhiều anh em. 28 nhận lên động lực 170. Anh em thấy số mấy, anh em thấy số mấy? Anh em thấy số mấy vậy? Full set đang 3 nha mọi người. Đó, anh em thấy số mấy anh em ơi? Anh em thấy số mấy anh em ơi? Khả chưa thấy anh em à. Số mấy anh em? 27, ok. Không được 29, 30, 27 anh em ơi. Rồi nói chung cũng mạng nghiền rồi anh em à. Ráng lên 29, 30 cho nó đẹp luôn. Đỡ sau này đỡ tốn tiền mà không được anh em. Hên xui cả à. 27 và số 165. Nói chung là mình hơi đen. Mình chỉ được một cái nhẫn thôi. Hơi đen. Hơi đen anh em à. À, kết này anh em à. Được tay đang nhiều. Ừ, tay khá là đẹp luôn anh em à. Dây chuyền ăn vào mắt của mắt. Hello anh em nha. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên cho Khả một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi video live stream cũng như là video từ kênh của Khả anh em. Nói chung là ngày hôm nay thì Khả cũng đã lên được set thành công. Set đồ Khả khá là pin anh em nhìn chưa? Ok cho anh em. Set đồ Khả tầm này Khả khá là ok rồi anh em ơi. À, nói chung là tầm này thì tí nữa Khả sẽ ép món ép cái áo mộc thay vì cái áo băng này đi. Khả không mang áo băng nha anh em. Khả sẽ mang áo mộc nha mọi người. Khả không mang áo băng nha anh em. Khả sẽ mang cái áo mộc khăn lôi hoặc là áo thủy và giày mộc nam đó. Khả cái hướng đó thôi nè. Anh em xem cho Khả một like chơi nha. Đó, phun xếp hồng bàn này mà. Luôn đính lại ngay đó. Chung hôm qua giờ là Khả có mua mấy món đồ này mà Khả chưa đính nè em ơi. Thỏa mãn rồi em ơi, tầm này là lên phun xếp hồng bàn này quá đẹp rồi. Nói chung là hôm qua Khả mua mà chưa đính, giờ Khả đính nè. Đó. Đó. Chung là sau này có cái chớ năng chức năng rã mảnh ra ép lại nè thì Khả sẽ rã ra, Khả ép lại cái gia truyền là xong đó. Cái tài biển ngọc bòi Khả không cần, ngọc bòi kháng độc 20-35 gì cũng chả quan trọng nè. Chủ yếu Khả quan trọng là gia truyền này với nhận hỏa, đó là thiếu lầm. Còn nhẫn băng tầm này Khả không quan trọng luôn, nhẫn băng tầm này 27 được rồi nè mà. Ừ, gia truyền hơi lỏ để dành ép mộng long luôn hả? Dành ép mộng long luôn á, áo mộng long giờ ép ông ta. Cái tầm này kháng lôi hơi thấp, hơi phèn cái chỗ kháng lôi. Chạy ra không dùng phá chưa? Chưa ra trường ơi. Đúng rồi, chưa có khăn lôi nè. Khăn hỏ là ok rồi, khăn băng dư rồi. Khăn băng dư rồi. Thiếu khăn lôi. Áo này bỏ thôi, áo này bị bỏ thôi. Lên đăng băng, áo này vứt rồi. Trời, xếp đồ đẹp quá nè mình. Hôm nay nói chung là thiếu lâm dặn đồ một server đấy. Anh em đừng có đùa, bông tiêu bệnh viễn này. Ba tay bệnh viễn này. Đai bệnh viễn này.
xét ăn bang viễn này đó, đó. Nói chung là ép xét ăn bang này khả tốn khoảng hơn 4 triệu nè, hơn 4 triệu rưỡi xét ăn bang đỡ. Nói xét ăn bang này thì 4 triệu rưỡi thì cũng chưa ưng cho lắm, tại vì gia truyền với lại gia truyền nó chưa được đẹp nè, nên là khả chưa ưng lắm. Nói chung là cũng cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay, chúc anh em sức khỏe và đừng quên xem video Khả thì đừng quên cứ mỗi lần vô nhớ cho Khả một like chia sẻ cho anh em. Khẳng loại ép dây hay phục ma, khẳng loại ép dây hay phục ma chính xác rồi. Khẳng loại ép dây thì bỏ dây ra, khẳng hỏi còn 75+1 và chẳng mang cái áo hổ, chưa có áo hổ nào mà sẵn để mang luôn. Ok, chung dây sau này mang dây phục ma đúng rồi, lá khẳng loại áo thì sẽ mang ép áo kháng hỏ. Ok, tí nữa Khải sẽ ép kháng hỏ nè mày, tí nữa là Khải ép áo kháng hỏ, áo kháng hỏ ép được rẹt đó mà. Hello Khải Phùng, Khải như mà giàu vậy, làm gì lại giàu. Cái giày thì Khải chắc sẽ ép giày thằng này giày hỏ rồi, nói chung sẽ ép lại cái áo kháng hỏ phục hồi và ép lại tóc và kháng lôi của đôi giày là xong. Sau này có ép được áo mộng lông cũng như là ép được giày kháng hỏa thì quên, còn ép được giày mồng lông của Thiếu Lâm này nọ thì nó sẽ có kháng lôi sau nha anh em. Tối nay mở rương Hồng Kiều Môn Phái anh em, tối nay anh em nhớ là qua 12 giờ đêm nay Khải mở rương Hồng Kiều Môn Phái mọi người. Không biết là mở trưa, nhưng mà hôm qua có một ông anh của ban mình thì mở chưa ra được Hồng Kiều Môn Phái, đang bị lỗi nè mà, nên là ông chưa làm luôn. Mãi xem úp ăn bang quên đi rước con mà. Hello Linh Võ nha. Ok nè, nói chung là tầm này cũng chiều rồi anh em. Hiện tại bây giờ khá là đông anh em đang xem thì cũng không gì hơn, hẹn em tối nay gặp lại nha mọi người. Này thì Khải phân xét ông ba là ok nè em ơi. Tối nay ép giày về áo luôn nè em ơi. Đúng rồi, tầm này Khải ép áo 6 dòng thủy luôn nè, ép 6 dòng thủy. Còn đôi giày này Khải sẽ ép mọc. Nói chung tầm này thì tinh tầm bỏ chục viên ra là full hai món á mà, đơn giản mà. Phúc Duyên, Hiền Tinh. Phúc Duyên Tinh như này đủ ép hai món rồi. Hiền tinh ba được hai dòng quan trọng kháng lôi là dòng kháng hỏa, còn lại Hiền tinh 1, Hiền tinh 2 đủ chơi rồi nè. Rồi ok, quá pin rồi nè mà. Nói chung là sau một hồi ép thì khá ép thành công rồi, khá là mệt mỏi nhưng mà cũng khá là thành công. Ok anh em ơi, quá là mừng rồi, có được ít đồ như vậy. Đây thì tinh còn ít này nè, đó. Còn tinh nãy là mừng của ban 6 viên, chắc là của ban 6 viên rồi. Quá đẹp rồi, 5 viên nhá, nãy mừng của ban 5 viên. Ở đây bên bước lượng tay đúng không? Bước lượng tay bao nhiêu nha? Lượng tay chắc 7.3, bèo lắm phải 7.3, 7.1, gần 7.2, chém phơ lắm nè em ơi. Tháo tay ra này, tháo tay ra lượng tay còn có 6.4 thôi. Tháo đai ra thì lượng tay còn 6.3 thôi. Mang hai món hồng kim này vào được 800 lượng tay nè, 800 lượng tay này. Một này. Đó, với lại kháng khá đẹp, chí mạng các kiểu. Phúc Duyên ok Dương ơi, tối giao dịch Phúc Duyên Khải nha, thêm 50 bình nữa nha. Khải ép áo với đôi giày mọc nữa xong. Tối nay livestream Khải sẽ làm nhà tổ và cũng như là ép áo thủy 6 dòng và giày mọc 5 dòng 4 dòng gì đó chơi nha anh em. Đó. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một like chơi nha. Anh em giật lại cho xem. Tối nay đâu giá vật phẩm của bang nữa, bang bữa giờ được hơn mười mấy viên thiệt tinh. Này từng hết thiệt tinh mừng của bang, tối trả lại mọi người một trong rương cò nữa, rương quá trời.